mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ tạo nhạc chuông trên iTunes. Các bạn đây là một cái bài hát, mình kích vào và lấy thông tin. Vào lấy thông tin thì chúng ta kích vào tùy chọn, và tùy chọn thì ở trên này có bước bắt đầu, đây là dừng. Chúng ta sẽ chọn bao nhiêu giây thế này, và cho 40 đi. Chúng ta đổi 40 rồi thì chúng ta ấn OK. Khi ấn OK thì chúng ta hãy kích chuột phải vào và chúng ta tạo phiên bản ACC, AAC, ta kích vào. Đây chúng ta ra phiên bản này, thì chúng ta kích vào chuột phải vào và ấn vào sao chép và mình copy vào ngoài màn hình. Đây. Khi chúng ta ra này thì nó có đuôi là M4A thì chúng ta sẽ phải đổi sang M4R. Khi chúng ta đổi M4R thì chúng ta phải cài đặt lại cái folder này. Kích vào cái chỗ view và chúng ta kích cái chỗ hand extension, tắt đi. Chúng ta ấn OK. Ấn OK xong thì chúng ta sẽ đổi đuôi được cái này. Đây. Chúng ta đổi đuôi đi. Ta chuyển sang thành chữ giờ nhé. R. Ta đổi 4 R. OK. Cái đoạn nhạc này chúng ta đã hoàn thành. Xin chúc các bạn. Tạm biệt.